Hello, chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với bài số 2, đọc tiếng Hàn qua bài hát. Hôm trước chúng ta đã học bài hát là China Kanta, có nghĩa là rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, của ca sĩ Kim Bom Su. Hôm nay cũng là một ca sĩ họ Kim khác, đó là Kim Jun Su với ca khúc là Noranen Sigani Hurunta, có nghĩa là thời gian trôi qua bởi vì đó là em. Time passes, hoặc là time flows by, seeing is you. Ở đây trong tiêu đề bài hát chúng ta có một từ, đó là từ Hurunta. Sikani Huruta có nghĩa là thời gian trôi qua. Thế nhưng mà một nghĩa khác của nó là từ gì ạ? Nunmuru Huruta có nghĩa là nước mắt rơi hoặc là đổ lệ, đúng là rơi lệ. Đó, thì nghĩa của nó rất là phong phú và đa dạng. Thì ở đây có thể hiểu là, đúng nào, thời gian trôi qua bởi vì em. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các khúc này. Đầu tiên đó là Kure Sonan Tuenaboa. Kure son, đúng là Kure sonan tuenaboa. Kure son là do đó, vì vậy, chính vì thế. An tuệ tà là không thể, đúng không? Và kết hợp với naboa có nghĩa là dường như, cấu trúc của bạn thể hiện cái sự dự đoán, đúng không? Dường như, có lẽ. Đó, thì có thể hiểu câu đầu này là gì? Có lẽ là không thể, anh không thể. Không thể như thế nào này? Noru bolsu on naboa. Bolsu hoặc tà, đúng không? Không thể nhìn thấy, không thể trông thấy, dường như, đúng không? Có vẻ như là không thể sẽ không thể trông thấy em, đúng không? Nà tôi, nò là bạn, được chưa nào? Nà hay dùng như vậy, đây là cái ngôn ngữ nó mang tính chất thân mật, xuồng xã. Đấy. Cứ irum hana ipe một tam ma, tam tà là chứa đựng, contain. Thế nhưng mà khi mà đi với ipe tam tà thì nó mang nghĩa là gọi, nói. Từ ip ở đây đó là môi, đúng không? Đấy, là miệng, đúng không? Ip tam tà, ip là miệng, được chưa nào? Thế ở đây chúng ta có thể dịch là gì ạ? Cũng chẳng thể gọi tên em, được chưa nào? Irum đó là tên ạ, đúng không ạ? Irum mi moi để yo, tên của bạn là gì? Ví dụ như vậy. Tiếp tục là kasume mụt nân tà, mụt tà là chôn giấu, là bury. Không nhầm với từ mita là believe trong cái bài hôm trước, đúng không ạ? China Kanta. Thế còn mút tà đó là chôn giấu. Vậy thì ca sư mê mùn nâng tà có nghĩa là đành chôn chặt trong tim của mình. Đó là đoạn 1. Giờ chúng ta sẽ nghe lời bài hát của đoạn này. Tiếp tục với khổ thứ hai thì có một số từ như là kuteka cha ô là so nó rư chalmu suka of so cứ cho nó rư tamu cứ nunmul man urunta. Ở đây chúng ta gặp lại cái từ là gì ạ? Kute, đúng nào? Kute có nghĩa là gọi điện, đúng không ạ? Anh em hoặc là chàng nàng, được chưa nào? Thì kuteka cha ô là so có nghĩa là cha ô rư ta là ngập, dâng, sát mép hay là trào lên. Thì ở đây nó là một cái hình thức như kiểu là ẩn dụ, có nghĩa là làm sao mà, đúng không ạ, bạn lại có thể trào lên, đúng không ạ, một con người mà, thì có thể hiểu đây là người ta đang ẩn dụ cái hình ảnh, đúng không ạ. Nun mul có nghĩa là cái hình ảnh cái người con gái đấy giống như là giọt nước mắt đấy, đúng không ạ, thì đang trào lên, đang dâng lên là gì ạ. Noru chalmul suka obsoso chamta đó là chịu đựng, nén, tức là anh không thể nén được, đúng không ạ, đấy, không thể chịu đựng được. Thì cuối cùng là gì đấy ạ? Cứ cho nò rư thal mân cứ mùi mùi man cứ đơn tà. Thì ở đây cái từ mà định ngữ, đúng nào, đó là từ thal mân. Đấy, có nghĩa là trông giống với, đúng không ạ? Tức là cái giọt nước mắt giống như em. Cuối cùng là gì ạ? Anh chỉ có thể để những giọt nước mắt mang cái hình bóng đó tuôn rơi. Ok chưa? Vậy thì ở đây trong bài này, trong cái đoạn này có một số từ như là gì ạ? Nun mùi, đó là nước mắt. Nun mul rư hư rư tà có nghĩa là rơi nước mắt. Rồi chúng ta có từ cha ô rư tà.
chào là sao ở đây đó là chào lên dâng lên rồi có từ chal mul su ka op so so chal cham ta có nghĩa là không thể nén được, không thể chịu được đúng không ạ? Đi với op ta và thal mun ở đây định ngữ giống như ai đó nó rư thal mun đó. Rồi chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo. 그대가 올라서 너를 잡을 수가 없어서 그저 너를 닮은 그 눈물만 흐른다 ở phần được book thì chúng ta có là sume beyo so mome sekeo so itil surok tho ara unta mochin tusi ara borin kasume noran sigani gurunta. Ở đây có một động từ, các động từ như là gì, ở bị động như là gì ạ, beita có nghĩa là bị cắt, bị cứa đúng không ạ, hay là se cho ta đúng không ạ, se kyo so ở đây tức là se kita đó, thì ở đây nó dùng là se kyo so là chạm, chạm khắc đúng không ạ, ghi nhớ mãi, thì từ đó là như vậy. Sum đó là hơi thở, breath, và từ mom ở đây đó là body có nghĩa là cơ thể ạ. Thì cái đoạn này ạ rất là khó hiểu đúng không, không hiểu là tại sao lại là gì nhỉ, hơi thở bị cắt thì là đúng không, rồi là bị cứa và đúng không, bị khắc vào thân thể. Thì cái phần này mình có tham khảo ở cái trang của một bạn đó là sọc thông ạ, thì nó định nghĩa là gì ạ, đó là I'm cut by your breath and it's caught in my body, vậy có thể hiểu là cái hơi thở của em đúng không ạ, khắc sâu trong cơ thể của anh đó. Thì ở đây có nhiều trang dịch, mỗi một cái trang là khác nhau, nhưng mình theo mình hiểu cái nghĩa mà đơn giản nhất của nó là như vậy. Ok, tiếp tục là ita đúng không ạ, ita đây đó là quên ạ, thì ở đây nó kết hợp với cái hình thức đó là biểu hiện là gì ạ, itil surok có nghĩa là càng cố quên thì lại gì ạ, tho aro unta có nghĩa là aro unta arita là đau nhói thì càng thêm đau, itil surok tho aro unta càng quên, càng cố quên thì càng thêm đau. Mochin tsi aro borin kasume olta có nghĩa là đóng băng đấy, olta kết hợp với aro borita đó là diễn tả cái cảm xúc buồn nuối tiếc đúng không ạ, đó. Và tsi thì chúng ta học trong cái bài về chinakanta rồi, thì nó có nghĩa là như thể đúng không ạ, như thể đã ngừng đập đúng không ạ. Motta đây đó là ngừng, dừng có nghĩa là trong cái trái tim đúng không nào, trong cái trái tim hay là con tim là gì ạ, đã đóng băng như thể đã ngừng đập thì sao ạ, noran sigani hurunta có nghĩa là thời gian trôi đi đúng không ạ, mang tên em trôi đi hoặc là thời gian đúng không nào, trôi đi bởi vì đó là em đó. Thì ở đây cái nội dung cái phần này nó là như vậy, có một số từ chúng ta nhắc lại như là sum là hơi thở, mom đó là cơ thể, về y tà bị cắt bị cứa, sekita chạm khổ chạm trổ khắc đúng không nào, rồi arita đau nhói, motta dừng ngừng, olta đóng băng, và kết hợp với oro borita có nghĩa là diễn tả đúng không ạ, đã đóng băng một cái sự nuối tiếc. Đây chúng ta nghe tiếp cái phần điệp khúc của bài hát này. 줄수록 더 아려온다 멎은 듯이 얼어버린 가슴에 노랄 시간이 흐른다. Ok, sang phần điều thứ hai, lời thứ hai rất là ngắn gọn thôi, thì nó cũng chỉ có một khổ thôi, đó là kasume tha ola so chinan mirionul tha theoto kotsamul kotsambul su onmin kuri kuri umman on chin ta. Thì ở đây chúng ta có là tha o ru ta có nghĩa là cháy lên, bốc lên đúng không, bén lửa, thì cái từ ở đây có thể hiểu là một cái ngọn lửa đang cháy ở trong tim đó. Kasume tha o la do
Mặc dù đây có cái hình thức biểu hiện là ao tô đúng không nào, có nghĩa là mặc dù nó có thể gì đấy ạ, nó có thể là thê ù tà, có nghĩa là đốt cháy tất cả đúng không ạ, tha tất cả cái gì ạ, mirio đó là cái sự luyến tiếc đúng không ạ, ở trong quá khứ chinan là ngày hôm qua đấy ạ, chinan trong quá khứ đúng không ạ, chinan mirio tha thê ù tô, nó có thể đốt cháy tất cả, nhưng mà có chamber suomen grim gri uman bon chinta, chúng ta có từ là có cham ở đây, có cham là sự ngăn cản, sự kiềm chế, và bon chita đó là sự lan tỏa khuếch trương. Thì cái từ grium đây là một cái danh động từ đúng không ạ, hay là một cái từ mà nó phái sinh từ một động từ, thì grita đó là nhớ, grium đó là cái sự gì ạ, cái nỗi nhớ đi chứ nào. Đó có nghĩa là mặc dù có một cái ngọn lửa bốc cháy lên đúng không ạ, ở trong tim mà nó có thể đốt cháy tất cả những cái sự luyến tiếc ở trong quá khứ, nhưng mà cái nỗi nhớ thì vẫn cứ trào dâng đúng không nào, vẫn cứ lan tỏa bức trương đây này, cái từ bòn chín tà và cái từ còn chắp bơ ở đây là như vậy, không thể ngăn cản đúng không ạ, không thể kiềm chế được. Ok, và tiếp tục ở cái phần điệp khúc thì chúng ta lại thấy là lặp lại thôi, ví dụ như là sume beyoso mume sekyoso ichil surok tha ara unda đúng không ạ, nhưng mà có một từ mới ở đây đó là son kết đúng không ạ, son kết ở đây có thể hiểu là son kết đúng không ạ, đó là cái đầu ngón tay, cái fingertips đầu ngón tay, te ta có nghĩa là chạm tới, touch đúng không ạ, telsu onen apumi apum, ta đã có từ aputa là tính từ là đau đúng không ạ, apum lại là một danh từ và tạo ra danh từ như vậy, tức là cái nỗi đau thì sao không thể chạm tới bằng đầu ngón tay đúng không nào, không thể chạm tới bằng đầu ngón tay, cứ tên anikir đây là một cái sự giải bày đúng không nào, hy vọng đó không phải là em, chỉ hy vọng không phải là em, thì đó là nội dung của cái phần hai của tiếp theo như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp hai của tiếp theo của bài hát này. Trong cái phần vừa rồi chúng ta thấy là có một cái sự nối âm, đó là gì ạ? Nối âm đó là son kết, thì nó sẽ nối cái âm thờ lên âm thờ đúng không ạ? Gặp nhau thì nó sẽ tạo ra âm, đó là âm thờ đúng không ạ? Đó là son kết thana đúng không ạ? Đó thì đó là sự nối âm. Và ngoài ra thì có đó là gì ạ? Om nên đúng không ạ? Không phải là om nên mà là om nên. Tiếp tục với những đoạn cuối cùng của bài hát này, với hai khổ cuối cùng. On trên ca, đã gặp lại. On trên ca có nghĩa là một ngày nào đó, on day, on trên ca đúng không ạ? On trên ca. Tiếp tục. Salme kịch thê so. Salme kịch thê so, đó là ở cuối đường, đoạn đường đời. Kết đúng là, đó là ở cuối đấy ạ. Kinnata, hôm trước chúng ta gặp rồi đúng không? Động từ của nó. Thế còn ở đây là danh từ, đó là kutheso. Thì kutheso thì ở đây là salme, có nghĩa là ở cuối đoạn đường đời. Tiếp tục đó là michitoruk no bulobunta michita. Điên dại, be crazy. Toruk đúng không? Một cách đúng không ạ? Điên dại,
너를 위한 깨끗한 너 불러보다 불러보다 là sẽ gọi đúng không? Sẽ gọi một cách viên dạng, gọi tên em một cách viên dạng. 내 눈물을 닮아 닮아 버린 그때가 có nghĩa là 그리다 đó là vẽ, 그리다 thế còn có nghĩa khác là nhớ nhung, nhưng mà trong ngữ cảnh này đó là đúng không ạ, đó là nỗi nhớ. Thì cái từ mà chúng ta có cái từ ở đây đó là từ 닮아 버린 đúng không ạ, 버린 đó là giống như những thứ giọt nước mắt đúng không nào, của anh tơ và cái nê ở đây đó là của này, của tôi này, chữ che đúng không ạ, đó là hình thức trang trọng hơn, với còn nê này đó là gì ạ, cũng là của tôi mà nó là trang trọng. Nê nu mu ru thai ma bò rin cử tê ca, tức em giống như cái giọt nước mắt anh rơi. Sa đang hai su gốc cử rít tà đó là càng nhớ đến thì lại càng yêu nhiều hơn. Một cấu trúc khác của từ ư ư đúng không ạ, su gốc ở đây có nghĩa là càng cấu trúc cuối cùng lặp lại trong tiêu đề thôi, cứ lấy sao nản. Tuy nam bo nói rư bôi su ọp nam bo ọp nam bo cứ ý đơn hana ip một tham ma cả sư mê môn môn tả. Thì đó là nội dung của hôm nay, lặp lại chúng ta sẽ nghe lại hai từ cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.